trước suốt men học phí rồi không thiếu vậy. Bộ giáo dục bộ đề xuất chỉ phong chính 200 tỷ trong mỗi năm để miễn học phí cho công giáo viên. Nếu dù thao luôn nhà giáo mỗi nhất, dù chính tứ, dù là sau kỳ bộ giáo dục và tạo thao ngành nhân 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 trước hội ý của dự ban chính phủ quốc hội về chú thầu này không ngay tặng tặng một chức độ bộ để xét miễn học phí với vấn đề và công nghệ học pháp của nhà giàu rằng không thắc thành chú chủ thôi của giáo viên và chú chính thân đồ thôi của cái hộ mục sĩ chú khen phòng chính tìm 200 tỷ đồng mỗi năm ông vừa nâng tức phục chúng của quốc nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cho hai việc này việc này xuất phát từ nguyên vọng chung của tôi muốn nhà giáo xung đột với một số nhãn có thương tích đắc thứ như cán bộ chiến sĩ trung lúc lưỡng đức lưỡng đúng đang lúc giảng lúc lưỡng mua chàng vô mong muốn luật nhà giáo sẽ kiến tạo những chính sắc mới giúp giáo viên yên tâm công tác cứ đức nhồi giáo vào nhận tuy nhiên chú giáo viên nhà quản lý lộ ngại đề xuất ngại không khả thi tạo bất công với những ngãn nghĩa khác ngồi là đề xuất không công khai sai phạm của giáo viên thì chùa cô kết luận cùng tục cô văn xuân tạo dự chính đang không không trả khai thông tin trong quá trình tăng trả kiểm tra xử lý vi phạm khi chùa cô kết luận chính thức hoặc lan truyền phát tán thông tin không chính xác về nhà giàu. Hiện cả nước có hơn 1.000 phòng nằm giữ nhà giàu hướng luôn thu ngân sách thu mổ ngay mổ đang phải trên luôn của giáo viên từ 4.000 chính đến phần 15 trên chính trường đồng mộ tăng chú tập khúc và ngát vật ngôi là hồ có thể nhân mộ hoặc một số khoản thu khắp thâm nhiên 5 phần sau 5 năm công tác 10 năm không thêm một phần hữu tệ nhé 30 đến 30 phân phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vụ, phụ cấp chức vụ nhà giàu là nhân nhân giàu bên trái ngồi phụ thất giàu bên công tác vốn phụ dưu trên đặc biệt cố gắng dọn phòng giàu bên chức nhãn phòng 6.6 đến tăng 30 triệu đồng một tăng tăng 1.35 đến 7 triệu tổng số vui chút
chế lực trên lũ trùng binh của giáo viên trước và sau ngày mùa tầng mai ngồi câu nhất ngồi thâm nhất luôn cứu tùng luôn mối tùng là nông chiêu hốt tâm hồn ba mươi chữ ba mươi chữ ba mươi chữ nguồn bộ giáo dục vào đào tạo dù thầu lũ nhà giáo dù bộ giáo dục và đào tạo chủ trì sẽ tức thảo luận tại quốc hội trước khiển báo mấy chín tháng một mươi một bàn xuống tàu cho việc chữ luật hôm năm chính sách quan trọng chính là gian nhà giáo dư chuan và sức gian nhà giáo quyền dung sử dụng và kệ đồ làm đẹp của nhà giáo đào thầu bồi dưỡng là đại ngõ và tôn vinh nhà giáo quản lý nhà nước về nhà giáo bề chế độ đại ngõ dự thầu đề xuất chính sách lên đúng của nhà giáo ông lũng và phụ khắc đức vũ thiền sắp cao nhà chồng trang bằng luôn hắn trên sư nghiệp chào về mọi đức quên giúp ước tăng một bác luôn số vội vàng luôn trùng chung tăng phu khắp vũ đại nhé chỗ châu ven làm nôm đêm mô mươi văn chư hốt đêm nam phu thông nhận sắc chỉ tăng thêm chỗ hai ngũ ngài là mô mươi hai tâm chim tâm 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 chỉ đồng mẫu nằm ngôi lạ bên sông thảo đề xuất bổ chi nhà ổ công vụ chỗ giao viên công tác ổ xã giao viên mạng nông không thể hưu sống 5 năm mà không vì sư chi lê luôn hưởng sống